Thưa quý vị và các bạn, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tỉnh tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 30 tháng 8. Đó là một trong những nội dung kết luận chỉ đạo của ông Nguyễn Giang Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tại cuộc họp trực tuyến hôm qua ngày 17 tháng 8 về công tác chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Sau khi nghe ý kiến tham luận của các địa phương sở ngành, các ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phân tích về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và những tháng cuối năm 2021. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu: công việc của mình là từ nay đến 30 tháng 8 thực hiện cái giãn cách xã hội hiện nay là chưa nghiêm, thì tôi đề nghị các huyện đó, thì các đồng chí tập trung là chấn chỉnh cái này. Thì tôi đề nghị là các địa phương ấy, rồi các lực lượng chức năng là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát từ cái ban đêm chuyển sang cái ban ngày nhiều hơn. Công việc mà chúng ta không thể chần chờ là cái tầm soát diện rộng đối với các cái huyện, đối với lĩnh vực nông nghiệp á, thì đề nghị các đồng chí tập trung cho cái giống vấn đề đảm bảo cái công tác canh tác này, thu hoạch, đặc biệt là tiêu thụ sản phẩm của nông dân trong thời điểm này để làm sao chúng ta không ứ động. Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp ngành liên quan thành lập tổ giải quyết khó khăn vướng mắc, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trở lại trong điều kiện thời điểm phù hợp. Triển khai tiêm ngừa cho công dân ở các cái doanh nghiệp. Nếu mà có vaccine não bộ, y tế về đây là một trong những cái đối tượng mà chúng ta tập trung cho cái này. Đặc biệt là các cái doanh nghiệp có công nhân thực hiện mô hình ba tại chỗ. Đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư cùng với Ban Lý không công nghiệp cũng như là các cái địa phương á, tức là rồi phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp, tức là nắm các cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, để đề xuất cái hướng tháo gỡ hoặc là kiến nghị trung ương nếu mà chúng ta vượt cái thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu sau 30 tháng 8 đến cuối năm, các sở ngành địa phương cần chủ động rà soát các chỉ tiêu năm 2021 để có giải pháp phấn đấu để đạt chỉ tiêu đề ra. Các sở ngành, các địa phương rà soát lại các cái chỉ tiêu của năm 2021 để mà đánh giá cho nó thật cụ thể trong từng lĩnh vực. Cái thứ hai nữa là có cái giải pháp cụ thể mà để chúng ta phấn đấu, chúng ta đạt cái chỉ tiêu này, phấn đấu một cách cao nhất để đạt cái chỉ tiêu này. Và chúng ta là quyết tâm là phấn đấu là đến cuối năm nay là chúng ta phải ra mắt được cái huyện nông thôn mới, huyện Gò Công Tây. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng lưu ý các địa phương chủ động trong công tác phòng chống lụt bão gắn với phòng chống dịch COVID-19. Các sở ngành địa phương cần chủ động khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án để có thể triển khai ngay trong điều kiện phù hợp, trình phê duyệt các dự án mời gọi đầu tư 2021-2022.